Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của ngành chức năng, thời gian qua, công tác quản lý xe chở quá tải quá khổ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã có chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, thực tế hiện nay, sau khi kết thúc đợt kiểm tra liên ngành theo kế hoạch giữa Bộ Giao thông Vận tải và Bộ Công an, tình trạng xe quá tải tiếp tục tái diễn. Vậy tình trạng này diễn ra như thế nào và đâu là nguyên nhân, giải pháp để ngăn chặn xe quá tải hiệu quả? Trong một theo dòng thời sự hôm nay, chúng tôi sẽ phản ánh rõ hơn về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Đây là những hình ảnh thường thấy trên quốc lộ 20 trong thời gian vừa qua. Hàng ngày, quốc lộ này đang oằn gánh trên mình hàng ngàn lượt xe qua lại. Trong đó có không ít xe quá tải trọng cho phép lưu thông. Không chỉ riêng quốc lộ mà tình trạng xe chở quá khổ, quá tải cũng xuất hiện liên tục ở vùng sâu vùng xa, vùng khó kiểm soát của các lực lượng chức năng. Đặc biệt là thời điểm đầu giờ sáng, đầu giờ trưa, giờ vào các buổi tối. Con đường này xe trọng tải lớn dài 40 tấn cát đá qua lại đây rất nhiều, mà chúng tôi là người dân ở địa phương này là rất là bức xúc nhưng mà cũng đâu có làm gì đâu. Theo thống kê, xe vi phạm tải trọng hiện nay đang có chiều hướng diễn biến phức tạp. Chỉ tính riêng từ cuối tháng 5 đến hết tháng 6 năm 2017, lực lượng thanh tra giao thông đã phát hiện và xử phạt 49 trường hợp vi phạm với tổng số tiền gần 300 triệu đồng. Tước quyền sử dụng giấy phép lái xe thời hạn 2 tháng 13 trường hợp. Tuy nhiên, không vì thế, tình trạng vi phạm tải trọng giảm. Ở các cung đường đèo Bảo Lộc và huyện Di Linh, các lái xe sử dụng các chiêu trò để trốn tránh sự kiểm soát của lực lượng chức năng. Và đây là một trường hợp cụ thể. Chiếc xe này mặc dù vượt tải trọng thiết kế 35%, vượt tải trọng cầu đường 16%, nhưng vẫn ngang nhiên lưu thông trên đường. Tuy nhiên, tài xế lại có nhiều lý do biện minh cho hành vi vi phạm của mình. Thì tôi cũng biết, bởi vì xe này cũng kia ông chạy, nay ông bận thì nhờ tôi chạy, chứ tôi cũng chả biết. Qua tìm hiểu thực tế, từ cuối năm 2013, giữa Bộ Giao thông Vận tải và Bộ Công an đã ký kết kế hoạch phối hợp liên ngành về xử lý xe quá tải tại trạm cân tải trọng đặt ở huyện Đà Oai, quốc lộ 20. Với sự phối hợp này, tình trạng xe chở quá tải cơ bản được ngăn chặn. Tuy nhiên, đến cuối tháng 3 năm 2017, sau khi hoàn thành công tác phối hợp cũng như tất cả các địa phương khác trong cả nước, lực lượng cảnh sát giao thông ở Lâm Đồng đã rút khỏi lực lượng kiểm tra tải trọng liên ngành. Và hiện nay, chỉ còn lực lượng thanh tra giao thông làm nhiệm vụ nên khó xử lý hết xe quá tải trên địa bàn. Thêm vào đó là địa phương chủ lực về hàng nông sản, vật liệu xây dựng trong khu vực nên nhu cầu vận chuyển cao, dẫn đến phương tiện chở quá tải, quá khổ là điều dễ hiểu. Ở đây xe quá tải nó chạy nó rất ồn ào và nó mất trật tự lắm. Đêm khuya mà nó chạy rầm rầm phá mất giấc ngủ của người dân á. Mà người dân phàn nàn mà thấy lúc nào cũng có, không có quá tải trọng thì cái đường là tốt, nó không có hư. Chứ mà nếu ấy thì sau này nó hư đủ thứ đó nè. Đại diện Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh khẳng định, tuy không tiếp tục phối hợp liên ngành tại trạm cân lưu động, nhưng lực lượng cảnh sát giao thông, ngoài việc đảm bảo công tác trật tự an toàn giao thông, vẫn chú trọng tăng cường công tác xử lý xe vi phạm quá tải. Trước mắt, công tác kiểm soát tải trọng xe sẽ giải quyết ở từng điểm nóng. Chúng tôi cũng đã triển khai cái biện pháp tuần tra kiểm soát công khai kết hợp với hóa trang, trong đó sử dụng cái lực lượng hóa trang để nắm bắt tình hình tại nơi các cái kho, cái bốc chứa hàng hóa, đặc biệt là tại các cái điểm mà các cái chủ xe có cái ký hợp đồng vận chuyển hàng hóa với các cái đơn vị khác vận chuyển về các nơi khác, cũng thông qua công tác
nghiệp vụ cơ bản để phát hiện trường hợp này. Khi phát hiện những trường hợp này thì sẽ thông báo về cho các cái tổ tuần tra kiểm soát để tiến hành kiểm tra xử lý theo quy định. Ngoài trách nhiệm của cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông để xử lý triệt để tình trạng vi phạm tải trọng, thì lực lượng công an các địa phương cần đẩy mạnh công tác phối hợp, xây dựng phương án hỗ trợ, tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các phương tiện vi phạm, phương tiện vi phạm tại các tuyến tỉnh lộ, đường giao thông liên huyện, liên xã, các địa bàn vùng sâu vùng xa trong tỉnh. Đội cảnh sát giao thông công an huyện Đức Trọng chúng tôi cũng là thực hiện cái công tác tuyên truyền đối với các chủ cơ sở kinh doanh vận tải cũng như đội ngũ lái xe về cái việc không được cái chở hàng quá khổ quá tải cũng như cơi nới thành thùng xe. Qua đó chúng tôi cũng đã cho các chủ cơ sở và các đội ngũ lái xe là ký các bản cam kết là không thực hiện về cái hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông, nhất là cái việc là cơi nới thành thùng xe cũng như chở quá khổ quá tải. Để chấn chỉnh tình trạng phương tiện chở hàng quá khổ quá tải hoạt động trên địa bàn tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cũng đã có văn bản yêu cầu các đơn vị, sở, ban ngành, đoàn thể và các địa phương tập trung triển khai xử lý tình trạng phương tiện chở hàng quá khổ quá tải, tổ chức các đợt ra quân kiểm soát xe quá khổ quá tải trên địa bàn toàn tỉnh, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát lưu động, phối hợp giữa công an địa phương và thanh tra giao thông, tăng cường kiểm tra, kiểm soát nơi thường xuyên tập trung nhiều xe chở quá tải trọng tại nơi xuất phát, nơi tập kết hàng hóa, các kho, bến và những công trình dự án lớn. Sẽ tổ chức những cái đoàn kiểm tra đột xuất, những đoàn kiểm tra thường xuyên theo chỉ đạo của lãnh đạo sở để trực tiếp các đồng chí lãnh đạo sở đi kiểm tra về cái công tác kiểm soát kiểm tra tải trọng trên địa bàn toàn tỉnh theo cái kế hoạch mà đã chỉ đạo cho thanh tra sở phối hợp với các ban ngành. Còn đối với lực lượng thanh tra thì sẽ tập trung để đi vào thanh tra các doanh nghiệp, đi vào thanh tra các doanh nghiệp để coi như là sẽ xây dựng cái kế hoạch thanh tra dài hạn, kiểm soát từ cái việc bốc xếp hàng hóa tại các cái doanh nghiệp. Thì cái phương pháp làm như vậy thì chúng ta có cả phối hợp cả trong lẫn ngoài thì cơ bản thì sẽ xử lý được cái tình trạng xe quá tải trên địa bàn tỉnh. Rõ ràng mục tiêu giải quyết triệt để xe quá khổ quá tải và vi phạm tải trọng vẫn là bài toán cần có lộ trình giải pháp quyết liệt và xử lý tận gốc ở các điểm tập kết hàng hóa vật liệu. Để ngăn chặn thực trạng này, góp phần đảm bảo an toàn giao thông, việc xử lý xe quá khổ, quá tải không chỉ có sự vào cuộc quyết liệt của các ngành chức năng, mà quan trọng hơn là ý thức chấp hành quy định pháp luật của chủ doanh nghiệp và lái xe. Có như thế mới giải quyết được triệt để tình trạng này, từ đó góp phần bảo vệ hạ tầng và đảm bảo an toàn giao thông.